chính là những bộ sinh vật hoa văn đầy tinh xảo và tinh tế đến từ người phụ nữ hoa đông ở Pà Gó. Chất liệu jean mỏng rất phù hợp để làm mình cho các bộ hoa văn sáp ong, để tạo ra sự thoải mái nhất cho người mặc, kiểu dáng được thiết kế vung vẩy. Cô gái có thể kết hợp chiếc váy này với dây vải, thêm chiếc ba lô nữa là hoàn toàn hoàn hảo cho một buổi dạo chơi ngoài trời. Trình diễn thời trang trong khuôn khổ hội chợ Popping lần này là truyền thống trong đương đại. Chúng tôi muốn giới thiệu vẻ đẹp của các hoa văn truyền thống theo một cách mới mẻ nhất, không cần phải rực rỡ, điệu đà. Đây là một vẻ đẹp giản dị mà duyên dáng. Cùng chung chất liệu và kiểu dáng với hai mẫu trước, nhưng chi tiết hoa văn mềm mại này giúp bạn trông nữ tính hơn. Đặc biệt khi có thêm một chiếc vòng hoàn gốm có vẽ hoa sen xanh lam và đôi giày cao hơn một chút. Trên chiếc váy truyền thống của người phụ nữ hoa bông Pà Gò, các hoa văn trái được sáp bông bổ sung thêm các hoa văn ghép giải. Màu tràm là màu nền giúp các chi tiết hoa văn nổi bật, đồng thời giúp cho tổng thể có được vẻ đẹp hài hòa. Để tạo ra một sản phẩm mang đường nét hiện đại hơn, chúng tôi đã tối giản các chi tiết nhưng vẫn giữ sự tương phản về màu sắc.